Ở đây là cái trang trại người ta nuôi bò, quá trời bò luôn này cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ nấu món bò kho. Mình băm tỏi, hành tím và sả. Cái này thì mình sẽ băm nhuyễn ra. Mình sẽ nấu bằng bò bắp. Mình sẽ cho một nửa số hành, tỏi, sả, băm. Còn một nửa thì mình sẽ để phi. Giờ thì mình ướp nè. Mình ướp một chút ớt bột, ớt chuông đỏ cho nó có màu đẹp. Giờ thì sẽ dùng cái hũ gia vị ướp bò nè. Mình tưởng cái này là nước nhưng mà không, cái này là bột khô nha cả nhà. Cái này cốt cốt bò kho này, mình sẽ dùng thử xem, mình sẽ nấu thử với cái này ha, xem là có ngon không. Bây giờ thì mình sẽ để cái thịt này mình ướp một tiếng, xong rồi khi mà mình nấu đó thì mình sẽ nêm nếm lại xem là có vừa hay không. Tại vì cái hũ cốt bò kho này thì mình mới sử dụng lần đầu nên là mình không biết là mặn nhạt như thế nào. Mình cho dầu vào, cho hành tỏi sả vào phi để cho thịt vào xào. Đây cũng là lần đầu tiên mình nấu bò kho nên là mình cũng phải tham khảo những cái video ở trên YouTube trước, xong rồi mình mới nấu. Và hôm nay thì mình không có nước dừa để nấu nên là mình cho nước trong vòi nước bình thường thôi. Sả thì mình cũng đã băm một số và một số thì mình để nguyên cọng, mình cho vào cho thơm. Bánh mì thì mình mua bánh mì người ta bán sẵn trong siêu thị, xong rồi về mình nướng lại. Bánh mì này ăn khá ngon. Ăn cũng gần giống như là bánh mì Việt Nam á. Đây là nồi bò kho mình nấu xong, mình nấu 3 tiếng. Thì cái công đoạn nêm nếm thêm gia vị sau á, thì mình quên quay lại. Mình có cho thêm muối nè, cho thêm đường phèn và cho một ít bột cà ri. Và cái nồi này thì mình hầm lửa nhỏ, mình hầm 3 tiếng. Bởi vì cái thịt bò, cái thịt bò bắp á, thì nó khá dai. Ngò và hành lá mình cắt nhuyễn á, giờ mình rắc lên cho nó thơm và cho cái màu nó đẹp một chút. Cho thêm tiêu xay. Hầu như món ăn nào mình cũng hay rắc tiêu á, bởi vì mình thích tiêu xay. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Meat Germany. Xin chào cả nhà. Lần đầu tiên mình nấu món bò kho đó cả nhà, cho nên là mình cũng không biết là ăn có ngon hay không. Andy và Kevin vừa đi làm về nên là giờ ăn cơm, còn mình với Joe thì Joe đi học về là Joe ăn trễ đó. Xong rồi mình cũng ăn cùng với Châu cho nên là giờ cả hai đều no. Giờ Andy với lại Kevin ăn trước. Ở nhà mình khi mà
đi học đi làm, mọi người đi học đi làm á thì ăn uống nó lộn xộn lắm, nhiều khi không có ăn cùng với nhau á. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà cùng ăn món bò kho. Đó, thử để xem là anh Ly và Kevin nói gì về cái món này. Mình nấu bò kho, mình nấu từ thịt bò bắp á, mình Không, hầm cũng lâu, không, không. ngon. Ich habe 3 Stunden gekocht. Mình hầm tới 3 tiếng luôn á. Hầm lửa nhỏ xíu thôi để nó lăn tăn chừng 3 tiếng thì thịt nó mềm. I guess in fire shall it hold him in the Deutschen Kopf, eh? Drop the toilet. Anh đi kêu giờ điện tăng giá, điện hôm nay vừa nhận được thư là giá điện tăng á, anh đi mới gọi là từ giờ là đem ra ngoài nấu bằng củi á để cho nó khỏi hao điện. Report cho nó củi đó đó. Bánh mì này thì mình mua ở trong siêu thị Kaufland nè, cái này nó cũng gần gần giống như là bánh mì Việt Nam á cả nhà. Cái này làm bánh mì thịt cũng ngon. Fleisch, richtig weich. Ja. Das ist wie, nennt man das, Pulled Pork. Wie Pulled Pork. Ja. Thịt mềm. Đó, anh đi với Kevin nhà mình thì ăn thì thích thịt mềm. Còn nếu như mà mình ăn thì mình lại thích cái thịt nó dai dai. Das ist fast wie Gulasch in Deutsch, ja, ich wie Deutsch nur Geschmack. Ja. Bisschen anders. Ở Đức thì cũng có cái món thịt bò như thế này, chỉ có cái là nấu cái gia vị nó khác một chút thôi. Đây, thêm đĩa đó. Ở Đức thì cũng có cái món thịt bò nấu như thế này, nhưng mà cái gia vị nấu khác một chút, thì tiếng Đức gọi là Wiener Gulasch. Very good. Very good. Wir haben so viele Sachen gegessen heute. Wir wissen nicht mehr. Hai cha con khen ngon, kêu rất ngon. Vậy là mình đã nấu thành công món bò kho. Cái size bò kho. À, bò kho. Kann ja gut ohne Brot essen, muss ich. Ja. Da kann man auch mit Reis essen. Ja, bestimmt auch gut. Hôm nay thì mình ăn trưa xong rồi mình lại luộc bắp á, thế là mình ăn bắp xong rồi uống nước bắp á, thế là nó no quá, tới giờ này no quá trời no luôn. Mà hai người đi làm về thì đói bụng nên là không có chờ được tới tối. Giờ này là buổi chiều, hôm nay thì ngoài trời có nắng nhưng mà gió lạnh lắm luôn cả nhà. Giả sử bò kho ngon lắm. Bò kho ngon lắm. Hôm nay trời lạnh, sáng sớm có 2 độ thôi. Lạnh nó khủng khiếp luôn. Mà gặp ở mùa thu lại hay có cái gió. Ở đây vẫn đẹp Wind. Ich war ja mit September. Ja. Und normal.
When the wind comes really cold. Wind. Khi mà gió nổi lên nó trời lạnh cống luôn á. Ai mà đi du lịch qua Đức mùa này là phải đem theo cái áo thiệt là ấm á, chứ không thôi là kommt khỏi ra đường luôn. Ja, sicher alt weiber Sommer, tagsüber warm und nassig kalt. Tagsüber heute warm ist auch nicht. Ja, es geht so. Ăn nữa đi. Guck. Ăn nữa, das heißt eat mehr. Nee, weiß schon, ich hab gesagt, ich muss gucken. Anh đi hiểu tiếng Việt. No rồi. Ich weiß. No rồi, das heißt satt. Na rồi, ist wenn du was fertig hast. Also, fertig, das heißt xong rồi. Ăn xong rồi. Satt, das heißt no rồi. Was heißt denn hết rồi? Hết rồi, das ist fertig. Fertig. Das ist wie, gibt nicht mehr. Ah, das ist auch in dem Fall. Ist es satt? Ja. Ich finde das schon echt gut. Ja, war gut. Das ist auch sehr bekanntes Essen da in Vietnam. So. Ja, bò kho. Bò kho bánh mì. Früher, ich habe auch oft gegessen. Mình thấy người ta nấu bò kho, cái nước nó có màu vàng nhiều hơn. Mình nấu thì mình thấy là cái nước nó đỏ hơn. Ich habe schnell gegessen. Keine Ahnung, vielleicht war es so gut. Ich habe Hunger gehabt. Das Fleisch kann man halt gut essen, weißt du? Das ist so weich und wie halt Pulled Pork. Das ist aber Rind. Ja, von Rind. Achso, das ist kein Schweinefleisch. Nein, das ist Rind. Ach so. Aber 3 Stunden lang gekocht, deswegen, der ist so weich. Dann malt es nie so, oder? 3 Stunden ganz langsam. Muss ich nochmal mit Dekomatik kochen, 1 Stunde. Boah. Giờ thì anh đi với Kevin ăn xong rồi, mình với anh đi sẽ đưa Sarah đi dạo. Mình cũng xin dừng video lại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Tschüss, auf Wiedersehen.